rồi. Thì cái buổi talk ngày hôm nay, buổi talk show sẽ được record và chia sẻ với cộng đồng những cái phần chia sẻ để cũng lưu lại những cái thông tin hữu ích thôi. Thì Sống Tiền muốn chia sẻ với cộng đồng. Và khi bạn đã tham gia thì bạn có thể bật cam hoặc không, tùy đây là một quyết định của bạn. Và bạn có thể để tên thật hoặc không, chúng mình hoàn toàn tôn trọng những cái quyết định của bạn. Và có những cái phần hôm nay mình sẽ có một phần talk, chị Thủy sẽ chia sẻ những cái góc nhìn của chị ấy về chủ đề mindful sex, thì sẽ diễn ra khoảng từ 45 phút, khoảng 45 phút, 40-45 phút. Và trong cái lúc mà chị ấy chia sẻ ấy, thì mọi người nếu có câu hỏi bật ra thì cũng thể gõ ngay vào ô chat để ban tổ chức có thể tổng hợp lại. Đến phần hỏi đáp thì chúng mình sẽ chọn lọc những câu hỏi thuộc cái chủ đề ngày hôm nay để có thể gửi cho nhờ chị Thủy chia sẻ, hoặc các bạn cũng thể nếu không ngại thì bật mic luôn để hỏi. Nếu bạn đã đến đây với một câu hỏi nào đó rồi thì trong cái phần chia sẻ của chị Thủy thì bạn cứ tạm gác cái câu hỏi lại đấy đã, mình cứ lắng nghe với cái tâm thế là cởi mở đón nhận những cái thông tin đã, và ghi nhận những cái thắc mắc, những cái phần mà mình thấy chạm hoặc là thấy rất là khó hiểu chẳng hạn, mình cứ ghi lại. Mình để tí nữa trong cái phần Q&A thì chị Thủy cũng sẽ chia sẻ với mọi người, giải đáp cho mọi người một cái góc nhìn nào đấy. Không biết là các bạn ở đây thì đã nắm được cái tinh thần ngày hôm nay chưa? Thì nếu các bạn rõ rồi thì mình có thể thả reaction hoặc là gõ vào ô chat để mình biết. Mọi người có thể thả tim nha. Ok. Rồi, như mình cũng đã thấy mọi người cũng có đổi tên rồi đấy. Nếu mà được thì ok, những cái tên rất cute. Trước mọi mình tham gia một gọi là show dance party thì mọi người cũng cho phép mình làm một cái phiên bản khác và gọi tên, ví dụ vào trong phòng có bạn đặt tên mình là quả dâu và cho phép mình được làm quả dâu trong suốt 6 buổi dance party của tụi mình thì cũng rất là đáng yêu. Thì ở đó bạn được thể hiện cái cá tính là một người nhảy, một cái phiên bản thích nhảy múa của bạn ấy có thể được bộc lộ ở đó, một không gian an toàn. Thì ngày hôm nay cũng đã vậy, chúng mình mời bạn có thể mang bất cứ những phiên bản nào, một phiên bản kiểu như là mình rất muốn tìm hiểu về sex và thậm chí mình rất thích sex nhưng mà mình lại không có nói thường xuyên ở ngoài là mình thích cái điều đấy. Mình đã đặt tên bất cứ điều gì cho cái mảnh một cái phiên bản, một cái khía cạnh đấy của mình trong ngày hôm nay, hoàn toàn cởi mở với điều đấy. À thôi, bây giờ hình như là cũng hơi quá giờ, mình sẽ nhường lại sân khấu cho chị Thủy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Phương. Không biết là mọi người cảm thấy như thế nào. Nãy mình cũng thấy một số bạn nói là rất tò mò hức này, nên là tự nhiên mình cảm thấy cũng hồi hộp. Hồi hộp và hơi băn khoăn là không biết là một bạn tầm chiều mới này. Thì cũng cảm thấy khá là hồi hộp vì lần đầu tiên mình cũng đưa cái chủ đề này để chia sẻ với nhiều người. Mặc dù mình cũng khá trăn trở về cái việc tránh miệng về cái mindfulness trong mọi việc của cuộc sống thường ngày, rồi trong cả tình yêu, trong tình dục. Mình biết đến có một cái loại hình gọi là tantric sex, thì mình cũng có tìm hiểu về cái đấy, nhưng mà nó cũng chỉ là một phần, nó cũng chỉ là một mảnh ghép thôi. Và qua những cái việc đọc này, rồi nghe pháp thoại nữa, rồi thực hành mindfulness và phải trải nghiệm đủ, thì đến lúc này mình mới cảm thấy là có thể tự tin hơn một chút để chia sẻ về cái chủ đề này. Chứ còn mình cũng đã băn khoăn từ trước đây rất là nhiều, bởi vì mình thì cũng tìm hiểu và theo Phật giáo gần đây, mấy năm gần đây. Và trong đạo Phật thì cũng có cái giới thứ ba, đấy là không, nôm na tiếng Việt là không tà dâm, là cái đạo Phật gốc của Việt Nam vốn hay gọi là như thế, không tà dâm. Nhưng mà khi dịch sang tiếng Anh, à không phải dịch sang tiếng Anh, mà khi đạo Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai, và thầy đã làm mới đạo Bụt, thầy giải thích rõ nghĩa hơn
những cái năm giới đấy, vì sao mà chúng ta có cái giới tà dâm, thì thầy giải thích cho là bởi vì muốn bảo vệ hạnh phúc của các gia đình, rồi bảo vệ hạnh phúc của mỗi cá nhân, thì mình sẽ không có quan hệ ăn nằm với một người mà nếu không có cái cam kết lâu dài, mà cụ thể có thể phản ánh bằng một cái mối quan hệ hôn nhân. Thì mình mất rất là nhiều thời gian để hiểu và để thực hành, để có thể mang cái giới đấy vào trong đời sống, để hiểu là tại sao lại không được có sex trước hôn nhân, tại sao lại phải chỉ là làm tình thôi, tại sao phải nghĩ nhiều thế, tại sao lại phải để cho một người khác nói rằng mình nên làm gì hay là không làm gì. Thì mình phải trải nghiệm rất là nhiều lần lên xuống trong những cái tình huống thành công và thất bại, để mình có thể thực sự cũng không hẳn, không thể nói là mình đã hiểu tất cả, nhưng mà ít nhất là mình nhìn ra đâu đấy có một cách nào đấy để đưa những cái thực hành chánh niệm mindfulness mà mình rất là thích và giúp ích cho mình trong rất nhiều mặt của cuộc sống, và bây giờ mang nó vào trong cái thực hành tình yêu, tình dục. Thì đấy là cái lý do vì sao mà mình nghĩ ra cái từ mindful sex này. Và khi mà làm cái chương trình này thì mình cũng có một số người quen, thậm chí là một số thầy, một số sư thầy hỏi, có hỏi không phải qua mình mà qua người yêu của mình, đấy lại là cũng hỏi han để xem là làm cái gì, hay là warning một dạng là phải cẩn thận khi mà mình ghép hai cái từ đấy lại với nhau. Một cái mindfulness chánh niệm nó rất là tôn giáo, rất là đạo đức, rất là chuẩn mực, rất là mô phạm với một cái thứ rất là táo bạo, một cái tabu, một cái về sex, về tình dục, một cái mà thông thường là người ta sẽ không dễ dàng nói đến trong các cuộc nói chuyện này, hay là khi nói về nó thì cũng sẽ phải nói giảm nói tránh hay mà thông qua một cách nào đấy. Đấy thì mình chia sẻ một chút như thế về cái cảm hứng về cái chương trình này. Thì bây giờ mình cũng có một cái bài quiz nhỏ nhỏ cho các bạn có thể gõ vào cái đường link Mentin này một câu hỏi tham khảo nho nhỏ. Đấy, bạn có thể nói gì về đời sống tình dục của mình? Thì mình chỉ để ba lựa chọn vì mình cũng không nghĩ ra là có câu trả lời nào khác. Thứ nhất là tôi thích trải nghiệm tình dục của mình. Thứ hai là tôi không thích trải nghiệm tình dục của mình. Và thứ ba là không biết nữa. Thì mời các bạn có thể cùng chọn cái phương án nào nó phù hợp, nó miêu tả đúng nhất cái trạng thái của mình hiện tại. Chưa từng có trải nghiệm thì bạn cũng có thể chọn là không biết. Bởi vì mình chưa có trải nghiệm nên mình không biết là liệu mình có thích hay không, đúng không? Ok, mình thấy câu trả lời rồi. Đây, share cho các bạn cùng đi. Ủa sao không present nhỉ? À, chị chờ em xíu, em tắt cái sharing của em. Ok, thì mình thấy đây cũng có 10 câu trả lời rồi. Có 5 bạn nói là mình thích trải nghiệm tình dục của mình này. Có 1 bạn nói là không thích và 4 bạn nói là không biết nữa. Rồi, thank you các bạn. Mình thấy đa số ở đây là các bạn nói là thích đúng không? Thế thì câu hỏi là theo các bạn thì vậy thì tại sao chúng ta lại có cái hoạt động tình dục? Vì sao chúng ta lại làm tình? Vì lăn tăn quá, chủ yếu điều em không thích là do yếu tố cảm xúc, tinh thần mình không được thỏa mãn. Thank you em.
Không sao, có bất kỳ điều gì mình cảm thấy không thích hay là cảm thấy gợn gợn thì nó cũng vẫn là chưa hoàn toàn hài lòng. Thế thì câu hỏi tiếp theo của mình là vậy thì các bạn thử nghĩ xem là vì sao chúng ta có cái hoạt động tình dục. Mình có thể ghi vào ô chat nha. Tò mò. Cái gì? Tò mò à? Ok. Vì sao lại tò mò? Mình biết gì về nó mà mình thấy tò mò? Hay là mình thấy có hơn 50% các bạn nói là mình thích, rất là thích tình dục cho nên mình tò mò? Có câu trả lời nào không? Đây, một hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể, có người dùng để giải tỏa cảm xúc sinh lý, có người sử dụng để kết nối, gắn kết với đối tác. Có một bạn nói là vì ngôn ngữ tình yêu của em là physical touch, là xúc chạm, cho nên em rất thích kết nối với người yêu thông qua chuyện đó. Vì cảm xúc đưa lối, vì cảm xúc đưa lối lên giường luôn. Ok, thỏa mãn nhu cầu bản thân, đặc tính của tiến hóa. Có những bạn có câu trả lời rất sâu sắc. Đặc tính của tiến hóa. Đến đấy là câu trả lời cuối cùng rồi, không còn lý do gì có thể đi xa hơn nữa. Tại sao chúng ta tiến hóa? Cảm giác thân mật với người khác và khám phá một khía cạnh khác của mình. Câu này cũng khá là sâu sắc này, có một mặt là cảm giác thân mật với người khác và cái chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp, và một cái là khám phá một khía cạnh khác của mình, tức là nó đi sâu hơn cái tầng cảm giác ở trên cơ thể rồi. Bạn bè buôn bán chém gió về tình dục nhiều quá nên tò mò. Ok, anyway, đấy cũng là những cái lý do. Trong phim Sex Education thì cũng có một đoạn trò chuyện khá là hay giữa một cô bé tên là Lily với bạn nhân vật chính là Otis. Thì Lily rất rất muốn tìm đối tác để làm tình, nhưng mà không hiểu sao, nói chung cô gặp khá là nhiều khó khăn, không có ai trong trường để ý đến bạn ấy cả. Nhưng mà bạn ý kiểu bạn ý biết rất rõ là ôi mình rất muốn, mình nhất định phải làm tình. Thế và Otis hỏi là vì sao cậu lại muốn đến thế, trong khi Otis thì ngược lại là một cái thái cực là không có thích chuyện đấy, không có, thậm chí không không muốn thử, không muốn thấy gì hết. Thì hai đều có lý do của nó. Lily thì nói rằng là bởi vì là xung quanh tao ai cũng làm tình hết rồi, nếu tao không làm thì tao sẽ bị tụt hậu, rồi nếu như bây giờ tao không 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 làm tình thì sau này lên đại học sẽ không có ai thèm làm tình với tao, bởi vì tao lạc hậu rồi, tao sẽ ế và tao sẽ cả đời tao sẽ chết mà vẫn đang còn zin. Thế tức là kiểu trí tưởng tượng bay rất là xa. Và thì nghĩ đấy cũng là một một loại một kiểu lý do. Không biết là ở đây có bạn nào như thế không. Nhưng mà đấy, thế thì bởi vì phần lớn trong cái show talk về sex education này mình cũng sẽ sử dụng tư liệu là trong cái bộ phim đấy rất là nhiều, nên mình cũng giới thiệu một chút. Thì cái bộ phim đấy focus, tên của nó là Sex Education, và nó cũng focus rất nhiều vào chủ đề về tình dục, về sex, về làm tình, về giới tính. Và nó tạo ra một cái cảm giác là ai cũng thích sex, ai cũng kiểu khao khát, rồi khắp nơi mọi người sẽ nói với nhau về vừa mới have sex với người này người kia, rồi trong trường đứa nào date đứa nào. Thì nó tạo tạo cho một cái cảm giác là đấy là một cái thứ mà ai cũng nên có, hoặc là ai cũng nên thử, ai cũng nên trải nghiệm. Thế thì cái việc mà con người chúng ta đến với sex hay là thích cái việc quan hệ tình dục, nó đúng là nó có liên quan đến bản năng, liên quan đến cái sự sinh tồn, đặc tính của tiến hóa để cho phép mình duy trì nòi giống. Và bởi vì đây là một cái góc, cái học thuyết nó từ cái góc độ tiến hóa, evolutionary, thì để tiến hóa thì tự nhiên đã cấu tạo ra cơ thể của con người, cấu tạo ra bộ não của con người,
và cấu tạo ra những cái hoạt động sinh lý để phục vụ cho cái việc tiến hóa đấy. Cho nên là khi mà chúng ta làm tình thì có rất là nhiều phản ứng sinh học và hóa học xảy ra trong cơ thể, trong não bộ của mình, để cho mình enjoy cái việc đấy, để cho mình cảm thấy rất là thích thú và hạnh phúc với việc đấy. Về những cái phản ứng đấy thì các bạn hoàn toàn có thể Google, sẽ có rất nhiều thông tin, mình sẽ không chia sẻ quá cụ thể ở đây. Nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ tạo ra một loạt các phản ứng của các chất dẫn truyền thần kinh, các loại hormone, khiến cho mình cảm thấy rất là good, rất là hạnh phúc, rất là thỏa mãn. Nó kích hoạt cái reward pathway ở trong não bộ, tức là cái cơ chế tưởng thưởng. Tương tự với cái việc khi mà chúng ta đạt được một cái thành công nào đấy, chúng ta chinh phục được một cái điều gì đấy, chúng ta sử dụng chất kích thích thì nó cũng kích hoạt cái cơ chế tưởng thưởng đấy. Có một cơn bão oxytocin là một dạng hormone kết nối, cái hormone bonding. Mà oxytocin là cái hormone mà có rất nhiều trong người mẹ khi mà sinh em bé. Bởi vì cái hormone đấy nó thúc đẩy cái quá trình bonding, cái quá trình kết nối để cho người mẹ bảo vệ và hy sinh vì đứa con của mình. Và cái oxytocin đấy nó cũng tiết ra trong cơ thể, trong não bộ của chúng ta khi mà chúng ta làm tình, và nhất là khi lên đỉnh thì tiết ra rất là nhiều. Và nó cũng có cái đặc điểm sinh học khác nhau giữa nam và nữ nữa. Ví dụ thông thường, mặc dù có cả ở nam và nữ nhé, nhưng mà thông thường thì ở người nữ sẽ nhiều hơn và kéo dài hơn. Và cái hormone đấy nó cũng cho chúng ta cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Bên cạnh đấy còn một số các loại hormone khác nữa, dopamine các thứ. Và ngay cả trước đấy, tức là khi mà chưa có cái intercourse, chưa có cái làm tình bằng cơ quan sinh dục ấy, thì ngay cái việc chúng ta mơn trớn nhau, chúng ta đụng chạm, chúng ta nắm tay, chúng ta hôn, chúng ta ôm, thì chúng ta đang kích hoạt những cái tế bào thần kinh xúc giác, thụ cảm, có rất là nhiều ở các đầu ngón tay, ở môi, ở cơ quan sinh dục, và ngay từ những cái xúc chạm, những cái phản ứng đấy đã bắt đầu làm tăng một số những cái hormone ở trong cơ thể, rồi mới dẫn đến cái giai đoạn sau, là cái giai đoạn là sexual intercourse. Thì nói ngắn gọn là cơ thể chúng ta được xây dựng và được thiết kế để có rất nhiều những cái phản ứng nó khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, thỏa mãn, thoải mái, dễ chịu với cái việc hoạt động tình dục. Ok, Pi có một câu hỏi mà nó sẽ dẫn đến cái phần sau. Thì đấy là về lý tưởng là cơ thể con người nó có những cái phản ứng như thế về mặt sinh học. Tuy nhiên thì nó sẽ bên cạnh những cái phản ứng về cơ thể đấy, những cái phản ứng về cơ thể đấy nó cũng sẽ tương tác và phụ thuộc với những yếu tố khác nữa. Vậy thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những yếu tố khác ở đây là gì. Nhưng mà về mặt lý tưởng, khi mà chúng ta hoàn toàn thả lỏng và chúng ta có thể gọi là cái trạng thái hợp nhất thân tâm trí ấy, ví dụ cơ thể chúng ta phản ứng như thế nhé, và tâm trí chúng ta, tâm lý, hàng rào tâm lý của chúng ta nó cũng được thả lỏng, thì khi đấy chúng ta gần như là được ở trong cái trạng thái mà có thể mình hay tự gọi đấy là mindful, tức là đặt hoàn toàn tâm ý của mình ở đấy, thì cái trải nghiệm tình dục của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời, sẽ rất là thăng hoa. Thế còn ngược lại, khi mà cái trạng thái cảm xúc của chúng ta nó không đồng điệu với cái cơ thể, bởi những cái phản ứng kia, tại sao gọi là phản ứng cơ thể, bởi vì cứ có đụng chạm là nó sẽ kích hoạt những cái hormone đấy, nhưng mà nếu như cảm xúc của chúng ta mà không đồng thuận, không đi theo, không hợp nhất với cái trạng thái cơ thể đấy, thì nó sẽ sinh ra cái sự chống đối, cái sự đối nghịch và cái sự mâu thuẫn, mà trong đạo Phật là nó sinh ra cái khổ, bởi vì tâm trí một đằng và cơ thể một nẻo.
Đấy là lý do vì sao khi bị xâm hại chúng ta rất là chống đối, chúng ta không sẵn lòng thì chúng ta sẽ rất là đau hay có những cái trải nghiệm rất là tồi tệ, thậm chí là sang chấn. Nhưng thậm chí kể cả trong những đôi yêu nhau và tưởng chừng như là có đồng thuận về mặt tình dục ở đây rồi, nhưng mà vì một lý do nào đấy mà tâm lý của bạn vẫn đang căng thẳng, vẫn đang có sự kìm nén, vẫn đang có sự sợ hãi, lo lắng, thì nó sẽ rất là khó để có đạt được cái trải nghiệm thoải mái. Đấy là lý do vì sao mà thông thường là các bạn nữ trong lần đầu thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều, nó sẽ khó mở hơn bởi vì bạn chưa bao giờ có trải nghiệm, không biết nó sẽ như thế nào. Luôn luôn chúng ta sẽ có cảm giác lo lắng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà vấn đề là nếu như mà lâu dài rồi, đã có mối liên hệ với nhau một thời gian rồi mà vẫn cái cảm giác lo lắng hay là căng thẳng đấy nó không mất đi, thì chúng ta sẽ phải xem lại xem là vì sao. Và mình cũng đã gặp có những bạn mặc dù cưới chồng, lấy chồng rồi, nhưng mà cũng đến tham vấn và chia sẻ là cảm thấy, tức là không hiểu sao là không mở ra được. Và khi mà mình tìm ra cái vấn đề, cái bị căng thẳng ở đâu, hay là những cái trải nghiệm trong quá khứ đã ảnh hưởng đến bạn ý như thế nào, thì khi bạn ý khóc ra được, bạn ý nhận ra được vấn đề, và bạn ý dần dần nó thả, coi như là thả lỏng được người ra, thả những cái trauma, những cái lo lắng, những cái sợ hãi đấy ra, thì tự nhiên nó lại được. Và cái việc đấy nó không chỉ dừng lại ở việc là having sex, là việc bạn có thể quan hệ, mà nó còn liên quan cả cái việc sau này bạn muốn có con nữa. Có rất nhiều đôi là vì căng thẳng, lo lắng quá, khó có con. Nhưng mà khi mà giải tỏa được cái tâm lý đấy, nhận ra là cái mong muốn hay là cái trăn trở, cái khó khăn của mình ở đâu, thì tự nhiên khi tâm lý được thoải mái, không còn stress, không còn áp lực căng thẳng nữa, thì tự nhiên nó lại đậu thai. Thì ok, đấy là mình vừa nói là chúng ta vì sao chúng ta làm tình, vì đấy là một cái cơ chế của bản năng tự nhiên, và nó cho chúng ta cảm giác rất là tốt, feel good. Vậy thì cái feel good đấy nó cũng không chỉ dừng lại là ở cái moment đấy, mà nó liên quan đến cả những cái yếu tố bên ngoài nữa. Vậy thì nó dẫn đến cái câu hỏi tiếp theo là, vậy thì điều gì làm nên tình dục hoàn hảo? Các bạn có thể thử suy nghĩ xem và thử ghi vào ô chat xem là mình nghĩ là điều gì làm nên tình dục hoàn hảo. Nãy giờ mình có chia sẻ về cái sự hợp nhất thân, tâm, trí rồi này. Thân là cơ thể mình, nó sẽ phản ứng, nó sẽ tiết ra hormone này nọ. Tâm là trạng thái cảm xúc của mình đi. Mình có thoải mái, mình có sẵn lòng không? Mình có đồng thuận không? Trí ở đây là mình muốn nói một chút về cái trí tuệ, về những cái tư duy logic, chứ không phải là khi mà yêu là mình nên lắng nghe con tim mà mình quên hết lý trí đâu ạ. Mà mình cũng vẫn phải có một chút hiểu biết, đúng không ạ? Mình hiểu cho vì cái cơ chế của cái hoạt động tình dục này như thế nào, hay là vì sao nếu như mà bạn gái, bạn trai của mình không sẵn sàng, vậy thì mình cũng phải có hiểu biết để mình biết được là vì sao. Hay là trong quá trình mình have sex mà mình có những cái nó miscommunicate, mình không có hợp với nhau ở đâu đấy, ví dụ người này muốn, người kia không muốn, hay là ngắn hay dài hay gì gì đấy, muốn thêm nữa hay là muốn dừng lại, thì những cái đấy chúng ta cần có hiểu biết, có trí tuệ ở đấy để mình có thể trò chuyện với nhau, tìm ra giải pháp, tìm ra vấn đề. Thế còn thay vì là chúng ta cứ chăm chăm đạt đến một cái mục đích duy nhất nào đấy là mình phải được như thế này, mình được như thế này, nhưng mà bởi vì cái việc sex nó là một hoạt động tương tác giữa hai người, cho nên là bạn không thể làm chủ hoàn toàn cuộc chơi được, mà bạn luôn phải phụ thuộc một nửa vào người kia, nên là phải luôn luôn có cái sự trao đổi với nhau. Thì có một bạn nói là em thấy có trao đổi nói chuyện, mình đang đặt câu hỏi là điều gì làm nên tình dục hoàn hảo, đúng không? Lắng nghe nhau, cân bằng nhu cầu bản thân và nhu cầu đối tác. Vâng ạ, cảm ơn bạn. Trao đổi, nói chuyện trong và ngoài lúc tình dục để tìm cách cân bằng. Ok.
Rồi, thật ra cái câu này mình cũng đã trăn trở và suy nghĩ một thời gian, và mình cũng tìm một số nguồn ở trên mạng mình tìm hiểu, cũng có một số những cái show chia sẻ về tình dục, kể cả Việt Nam bây giờ cũng có một số show khá là hay, khá là chất lượng. Tìm hiểu những cuốn sách của nước ngoài, những bộ phim nước ngoài, thì mình đúc kết lại, kết nối lại với cả những cái mình học về mindfulness, về tâm lý, thì mình nhận ra là để có cái có thể gọi tạm gọi là hoàn hảo đi, thì nó sẽ phụ thuộc vào có những yếu tố ở bên trong mình và có những yếu tố ở bên ngoài mình. Bên trong mình ở đây là gì? Là như mình vừa nói lúc nãy, là có cái sự hợp nhất thân tâm trí, đúng không ạ? Bản thân mình đã ý thức rõ về bản thân chưa? Mình có biết là mình đang không thoải mái hay là thoải mái hay không? Dù mình thoải mái ở đâu? Tình yêu, sự sẵn sàng đồng thuận, sự quan sát chăm sóc lẫn nhau. Quan sát chăm sóc lẫn nhau, đúng rồi. Thì không biết là các bạn đã bao giờ thử nhìn lại và hỏi bản thân mình xem mình có biết được là mình thích như thế nào. Có thể là thích cả ở trong mối quan hệ và cả thích ở trên giường nữa. Mình có biết không? Mình có biết là mình muốn được làm tình như thế nào không? Mình có biết là cái điểm nào trên cơ thể mình là nó thích thú sung sướng khi được chạm vào không? Đúng không? Mình phải biết thì mình mới trao đổi nói chuyện được với đối tác chứ, đúng không? Mình mà không biết thì cũng đâu có ấy. Mình có người bạn rất là hay gặp ai cũng bóp vai bóp vai bóp vai thì mình bảo tao không hỏi vai tao đau đầu hay là tao thích bóp chân cơ, mày đừng bóp vai tao. Thế còn nếu mà không có cái sự thấu hiểu đấy thì coi như là ôi nó bóp cho là may rồi, nó bóp cho là tốt rồi, thôi cứ để nó làm. Nhưng mà rõ ràng là nếu mình phải biết là bóp vai thì cũng được, nhưng mà tao sẽ yêu mày hơn, tao sẽ sung sướng hơn nếu như mày bóp đầu cho tao, đúng, nếu như mày bóp chân cho tao. Thì đấy là cái ý thức, cái thấu hiểu bản thân mà mình muốn mọi người hãy hãy tự tìm hiểu, hãy trả lời cho mình trước khi mình có một cái mối liên hệ với ai đấy. Bởi trong nếu như mà trong cộng đồng mà các bạn có tìm hiểu về mindfulness, rồi thiền, rồi phát triển bản thân, thì các bạn sẽ thấy là cái thấu hiểu và kết nối với bản thân nó nằm ở cốt lõi của tất cả mọi vấn đề. Chúng ta có hạnh phúc hay không, có sung sướng hay không, hay chúng ta đang khổ, hay chúng ta đang khó ở điểm nào đấy, thì chúng ta phải biết đã, phải ý thức được về cái việc đấy đã. Thì cái yếu tố đầu tiên đấy là về yếu tố bên trong thân tâm trí của mình đấy, vừa rồi là thân thể này, xong rồi còn cảm xúc nữa. Nếu như mình cảm thấy không thoải mái, mình có biết được vì sao mình không thoải mái không? Mình không thoải mái vì bạn ý hay là vì một cái sự kiện nào đấy đã xảy ra ở trước rồi, đúng không? Mình liệu có gọi tên được ra cái điều đấy không thì phải thử mới biết được. Ở câu này em cũng muốn đặt câu hỏi với chị Thủy là kiểu đối với các bạn mà lần đầu ấy thì các bạn cũng chưa biết làm cơ thể như nào thì có những cách nào khác, không phải là phải thử, trước đó mình cũng cũng phải hiểu về cơ thể của mình ấy để biết là chỗ nào là điểm sướng. Câu hỏi rất là hay. Đây để xem nào. Đoạn này thì không có. Có một cái vấn đề, đấy là cái vấn đề chung của các bạn gái Việt Nam. Mình nghĩ là bạn ở nước ngoài thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà Việt Nam thì nó như là một cái tabu nên là cũng không có ai hướng dẫn. Nhưng mà nếu như các bạn xem một số những cái show nói chuyện về sex ấy, thì mọi người có khuyến khích các bạn tự thủ dâm rất là nhiều. Bởi vì đấy là một cách để khám phá cơ thể của mình, đặc biệt là trong cái chuyện tình dục. Thế còn ngoài ra những có rất nhiều những cái phương pháp khác để mình kết nối và mình lắng nghe cơ thể của mình. Nếu như mà chưa nói đến là trong tình dục, nhưng mà để biết được là cơ thể của mình nó như thế nào, mình thích được chạm vào đâu, thì những cái phương pháp nhảy múa, những cái phương pháp sử dụng cơ thể
nhảy múa, yoga, thiền, mình tập lắng nghe cơ thể của mình. Thì đấy cũng lại là một cái câu chuyện dài khi mà cái chặng đường các bạn tập lắng nghe cơ thể của mình như thế nào. Thì thật ra cái chuyện này bình thường á, thì trong phim Sex Education cũng có một cô nhân vật và mình thấy cô đấy phải giấu đến khoảng 70-80% con gái ở Việt Nam. Mình chưa có tìm ra được cái đoạn clip đấy ở đây. Thì hôm nào đấy mình tìm ra thì mình sẽ chiếu. Thì đại loại là bạn ý luôn luôn khi mà have sex với bạn trai thì bạn ý luôn luôn sẽ hỏi bạn trai là ôi anh thích thế nào, anh thích thế nào, anh thích xuất lên đâu, anh thích bla bla. Thế nhưng mà vấn đề là bạn ý khi mà nhìn ra vấn đề ở đúng rồi Amy, thì vấn đề của bạn ý là bạn ý chưa bao giờ thực sự làm theo những cái gì mà bạn ý thích, mà bạn ý luôn care for others, các bạn bạn ý luôn nghĩ cho người khác. Không chỉ trên sách đâu mà bạn ý host cả một bữa tiệc to đùng ở nhà. Và thấy mọi người rất là vui. Xong khi cô bạn thân hỏi là are you having a good time? Mày có vui không? Nó bảo là tao chắc là thế. Tao đoán thế. Tức là chắc là vui vì thấy mọi người có thể có vẻ vui. Tức là cái tâm lý của phụ nữ và đặc biệt là phụ nữ Việt Nam trong một cái cộng đồng giàu đức hy sinh như người Việt thì lúc nào cũng chăm sóc lo cho người khác. Ôi anh có thích thế này không, anh có thích thế kia không, nhưng mà luôn luôn bỏ quên bản thân mình là không biết bản thân mình cần như thế nào hay muốn như thế nào. Thì mới được Otis tư vấn cho là mày về thử đi, mày thử hết các kiểu đi, xem là mày phải biết là mày thích cái gì thì mày mới nói cho bạn trai mày được đấy. Thế thì cô bé về quanh all night, tức là đã tự sướng cả đêm và thử tất cả các loại để tìm ra, và sáng hôm sau đến trường mặt rất là phê và nói là I know exactly what I want, bây giờ tao biết là tao thích cái gì rồi. Và mình cũng được nghe một số bạn kể là, tức là đôi khi ví dụ bạn trai hay là đối tác họ quá nice và bạn gái không có quen, bởi vì là chưa từng có ai hỏi bạn ý là em dạy anh đi, em dạy cho dạy anh đi, em làm thế nào để cho em có thể sướng, làm sao nào cho có thể cho em lên đỉnh, em hãy dạy anh đi. Xong bạn chạy lên bảo ôi nhưng mà tao không biết, bây giờ tao phải làm sao, bây giờ tao phải nói gì, phải nói bây giờ. Thế là cái vấn đề là các bạn nữ cũng không biết là mình muốn gì đấy. Ok, thì cái điều đầu tiên là là thấu hiểu bản thân mình, nhiều bản thân mình, kết nối với bản thân mình ở trung tâm trước khi mình có thể kết nối với người khác, đúng không? Làm sao mình kết nối chân thật và lâu dài bền vững với người khác được nếu như mà mình còn chưa biết là mình muốn gì, mình tưởng mình muốn thế này. Nhưng mà hóa ra là đấy là một cái gì đấy người khác muốn, hay đấy là một cái gì đấy mình đã xem được, mình đã nhìn thấy được ở đâu đó. Thế thì cái yếu tố tiếp theo sau cái việc sau cái yếu tố bên trong đấy, mình bắt đầu đến yếu tố bên ngoài ha, thì yếu tố bên ngoài gần nhất nó sẽ có là đối tác của mình. Giống như lúc nãy mình nói là mình chỉ chiếm 50% thôi và đối tác cũng chiếm 50% rồi, cho nên là liệu cái việc sex của mình nó có viên mãn, nó có fulfilling, có tràn đầy và thỏa mãn cho mình không, nó cũng phụ thuộc vào việc là liệu cái năng lượng tình dục của hai bạn nó có hợp nhau không, hai bạn có chia sẻ được với nhau không. Bởi vì cái nhu cầu tình dục nó cũng rất là khác nhau giữa nhiều người. Có những người thì nhu cầu cao hơn, có những người nhu cầu sẽ thấp hơn một chút. Các bạn đương nhiên có thể sẽ thích nghi với nhau, sẽ tìm cách nào đấy để hòa hợp, để đáp ứng được. Nhưng mà nếu như nó lệch quá thì nó cũng sẽ là vấn đề. Đây là lý do vì sao trước đây mình đã từng nghe đến cái việc là nếu hai vợ chồng hợp nhau trong khoản sex thì sẽ rất là sung sướng rồi tự hào. Còn nếu mà không, hay là mọi người sẽ nói là cần phải thử trước khi cưới để xem là có hợp nhau trong chuyện sex không, thì có lẽ là nó cũng có lý do ở đấy. Bởi vì là nếu như nhu cầu quá khác nhau, một người nhu cầu quá cao mà một người lại khá là truyền thống, khá là
không sẵn sàng have sex trước hôn nhân thì nó sẽ là một cái trở ngại trong mối quan hệ của hai bạn. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên phía bên ngoài mình phải tính đến đấy là cái mối quan hệ kết nối giữa mình và người đấy. Mình đang chơi trên cuộc chơi nào, mình muốn một mối quan hệ như thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ví dụ có bạn thì sẽ chỉ muốn hẹn hò với nhau yêu đương như thế thôi, chứ còn không tính, chưa chắc đã nghĩ đến chuyện lâu dài chẳng. Thì mình có muốn điều đấy không? Hay là có người thì có cái tần suất nhu cầu tình dục nó cao hơn, thường xuyên hơn, thì mình có đáp ứng được không? Và cái đối tác này thì cũng đấy liên quan đến cả cái bản chất mối quan hệ nữa. Có thể là bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng và bị tiếp nhận cái văn hóa nước ngoài khá là nhiều, cho nên rất nhiều bạn sẽ có cái tư tưởng thoáng hơn, cởi mở hơn, là chỉ cần ở với nhau vui thôi, còn không cần phải cam kết gì cả. Thì đấy cũng là một dạng tư tưởng, một dạng mối quan hệ mà các bạn có thể lựa chọn cho mình. Nhưng mà quan trọng là cả hai phải aware về điều đấy, cả hai phải biết về điều đấy thì mới thoải mái được. Bởi vì nếu như mà có cái sự lệch trong tư tưởng, trong suy nghĩ thôi, ví dụ như cô gái thì mặc dù đấy thường pleasing hay nói hay nghĩ là mình có thể chờ anh ý, hoặc là mình có thể chấp nhận trong khoảng thời gian này tìm hiểu nhau đã, nhưng mà thực tế thì khi mà have sex xong ấy, cái hormone bonding nó cực mạnh và nó rất là dễ gây cái ảo giác, gây cái ảo giác cho các bạn là các bạn yêu, các bạn có tình cảm với người này, mặc dù trước đấy các bạn rất là rõ ràng là mình chỉ chơi cho vui thôi, hoặc là chỉ friend with benefit thôi. Nhưng mà rất nhiều người từ cái mối quan hệ đấy thì tự nhiên nảy sinh tình cảm và nhầm lẫn, hoặc cũng không hẳn là nhầm lẫn, nhưng mà nó bị lash, bị lu mờ đi bởi cái cảm xúc đấy và bắt đầu muốn cái gì đấy khác đi. Thì các bạn cần phải aware về những cái nguy cơ đó, những cái risk đó, để xem, luôn luôn check in, luôn luôn nhìn lại xem là ở cái giai đoạn này, ở hiện tại này, mình muốn điều gì trong một quan hệ. Mình muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, cam kết, hay là mình ok với việc là chỉ là bạn bè, friend with benefit, hoặc là đấy chỉ yêu nhau như vậy, hiện tại như vậy thôi. Thì về cái đối tác là mình cần phải aware về những điều đấy. Bên ngoài cái việc đối tác của mình nữa, thì bản thân mình và đối tác và mối quan hệ nó cũng sẽ chịu tác động của những yếu tố ở một cái vòng ngoài nữa, cái vòng thứ ba nữa. Đấy là yếu tố về văn hóa, về đạo đức, về môi trường. Và nó cũng sẽ phản ánh rất rõ ở gia đình. Gia đình của các bạn có đón nhận hay là có ghi nhận, có chấp nhận cái mối quan hệ hay là một cái sự liên hệ như vậy không? Thì đấy là những cái câu hỏi mà các bạn có thể thử nhìn ra và thử soi chiếu. Bởi vì mặc dù chúng ta nghĩ rằng là lựa chọn mối quan hệ, lựa chọn việc have sex là lựa chọn của chúng ta, cơ thể này là của chúng ta có quyền làm gì với nó, nhưng thực tế trong cuộc sống thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Vì tất cả những cái mối, những cái yếu tố này nó đan xen vào nhau trong cuộc sống, trong từng cái công việc chúng ta làm. Và chúng ta luôn luôn bị ảnh hưởng bởi một cái gì đấy, chứ không bao giờ có thể thực sự là stand alone, thực sự đứng một mình. Nếu như bạn nghĩ rằng mình có một cái tư tưởng cởi mở, thì bạn tưởng tượng nghĩ xem là cái tư tưởng đấy ở đâu ra. Có phải là mình cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây không? Bởi một cái làn sóng tư tưởng mới không? Thì bố mẹ chúng ta cũng như vậy. Bố mẹ chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái làn sóng tư tưởng cũ. Và hai cái làn sóng tư tưởng này luôn luôn song hành cùng với nhau. Nếu như chúng ta muốn sống trong một cái cộng đồng giữa những con người thì chúng ta phải chấp nhận điều đấy. Chúng ta không thể lên sao và sống một mình và bảo là mình sẽ làm theo riêng ý của mình được. Và khi mà tìm hiểu sâu ra ấy, thì như mình nói lúc đầu là có cái giới thứ ba trong đạo Phật ấy, thì nó cũng có lý do vì sao mà nó đưa ra cái giới đấy, có thể gọi là điều luật đấy. Thì các bạn hãy thử tìm hiểu xem, nó cũng rất là hay.
Bởi vì khi mà chúng ta liên hệ tình dục với một người nào đấy thì chúng ta trao đổi không chỉ là về mặt thể xác, mà rõ ràng lúc nãy các bạn cũng đã nhắc đến cái yếu tố tâm lý trong đấy. Mình có thoải mái không? Mình có yêu thích không? Nhưng mà còn sâu hơn thế nữa thì nó là một cái sự trao đổi năng lượng vô hình, một cái sự kết nối nó sâu sắc hơn, linh thiêng hơn. Mà trong tôn giáo hay là trong tâm linh thì họ lý giải, các bạn có thể tìm hiểu thêm, nhưng mà tức là nó là một cái sự trao đổi không chỉ mình, bởi vì mình chỉ là một mắt xích trong cái chuỗi, trong cái sợi dây từ tổ tiên, gia đình, họ hàng, cả nền văn hóa của mình, và mình trao đổi năng lượng đấy với một người khác. Thì mình phải aware với việc là à, vậy thì cái người mà mình đang trao đổi năng lượng ấy, họ đến từ nền văn hóa nào, họ đến từ cái nguồn cơ sở đạo đức nào, cái sự giáo dục nào, họ có chia sẻ cùng giá trị với mình không, họ có chia sẻ cùng những cái niềm tin, hiểu biết như mình không, hay là ví dụ mình tưởng rằng là mình have sex với người này thì nó phải là như thế này, nhưng người ta lại nghĩ rằng nó chẳng là cái gì cả, nó chỉ là một cái giống như mọi lần, giống như những người khác mà họ have sex với thôi. Thì chúng ta cũng phải quan tâm đến những yếu tố đấy, liệu mình có hiểu cái yếu tố background của người ta chưa, mình có hợp không, mình có chấp nhận nó không. Thì đấy là một cái bức tranh nó đã khá là phức tạp với việc riêng việc sex và cái việc kết nối với một người. Và tất cả những yếu tố này nó luôn luôn phụ thuộc lẫn nhau. Không có chuyện là không quan tâm người khác, bạn bè nói gì đâu, bố mẹ nghĩ gì đâu. Thì giáo dục giới tính ở Việt Nam nó đã rất là tệ rồi. Thì không nói làm gì, nó rất là tệ rồi. Nhưng mà thật ra ở trong xem sex education thì mới thấy là ở Anh cũng thế thôi. Tức là cái hệ thống giáo dục giới tính cũ của Anh thì nó cũng lạc hậu như vậy thôi. Ví dụ mấy chục năm trước thì họ dạy một kiểu, nhưng mà bây giờ thì nó cởi mở hơn thì họ sẽ phải dạy kiểu khác. Thì đấy là chuyện đương nhiên, tức là trong cái dòng chảy của lịch sử, khi mà thế hệ mới rồi có những cái phát kiến mới, những cái khám phá mới của khoa học về cơ thể con người hay là về tâm lý học, thì nó đi theo đấy là những cái giới hạn, những cái chuẩn mực đạo đức mới. Cho nên tất cả những cái yếu tố đấy nó lại còn bị chi phối bởi một cái nữa là cái dòng chảy của thời gian nữa, của lịch sử, bối cảnh xã hội nữa. Thì ở các trường cái việc giáo dục giới tính hầu như là không có, nó rất là ít, thì không nói làm gì. Nhưng ngoài ra thì bây giờ Việt Nam cũng có khá là nhiều các cái chương trình. Việt Nam thì cũng có một khá là nhiều những cái chương trình giáo dục giới tính ở bên ngoài, phong phú hơn về mặt nội dung. Bắt đầu dạy các em nhỏ về những cái vùng an toàn hay là phòng chống xâm hại tình dục, hay là cũng bắt đầu dạy về những cái sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, hay là những cái phương pháp đảm bảo an toàn. Thì đấy cũng đã là một bước tiến mới, nhưng mà nó vẫn thiếu. Hay là một số show người lớn mà các bạn có thể tìm thấy thì nó cũng sẽ dạy mình một số những cái có thể tạm gọi là kỹ thuật. Ví dụ như là bạn làm ở cái VTV cũng có chương trình thẩm thị hiện đại quá nhỉ. Đấy thì cũng có những cái bắt đầu có những cái chia sẻ về những cái chuyện chăn gối làm thế nào để nó hài hòa hơn. Thì cái chương trình của Sống Thiền nó sẽ mong muốn là sẽ đóng góp một cái góc nhìn rộng lớn hơn nữa. Nó không chỉ tách rời riêng cái việc chăn gối, riêng cái việc làm tình nó giữa hai cơ thể, mà nó sẽ đặt cái mối quan hệ sex đấy trong một cái tổng hòa mối quan hệ giữa người và người, trong dòng chảy của thời gian, kết nối với những cái trải nghiệm, những cái mối quan hệ trong quá khứ, có thể là với những cái trải nghiệm tốt hoặc là không tốt, có thể là những cái tổn thương trong quá khứ nó đã khiến cho mình, nó ngăn cản mình cảm thấy sung sướng và hài hòa trong sex như thế nào. Ví dụ như đầu buổi mình có chia sẻ về Otis, nhân vật chính trong sex education, rất là sợ và rất là chống đối với cái việc dậy thì, chống đối với cái việc have sex. Thì cũng bởi vì quá khứ cậu ấy cũng có những cái trauma, có những cái sang chấn nhất định trong gia đình. Thì
thông qua đấy mình có một cái bức tranh tổng thể, nhìn nhận những cái yếu tố bên trong mình và bên ngoài mình, để rồi mình sẽ kết nối vào với cái trải nghiệm sex, nó đi ra từ bên trong thông qua cái việc thấu hiểu chính mình, kết nối với cơ thể của mình. Thì trong cái chuỗi này, cái chuỗi talk show này, mình sẽ chia sẻ về những cái chủ đề về tình dục gắn liền với tình yêu, với những cái mối quan hệ bạn bè hay là kể cả với gia đình, thông qua cái series Sex Education của Netflix này. Và song song với đấy, à, cái chuỗi này thì sẽ là cũng một buổi một tuần online qua Zoom và hoàn toàn miễn phí. Thế còn song song với đấy thì cũng sẽ có một chuỗi gọi là Love Circle, là vòng tròn yêu mình yêu người, là một cái khóa thực hành để chuyển hóa, bao gồm sẽ có những cái bài tập thực hành tương tác, sẽ có những cái phần giải đáp, hỏi đáp để mình thực sự chuyển hóa. Tức là sau khi mình nhận diện được, mình ý thức rằng à, có thể là cái trải nghiệm tình dục hiện tại của mình nó không fulfilling, không tròn đầy viên mãn, hay có bất kỳ một cái gì khúc mắc, khó khăn mà mình không hiểu, không giải đáp được, thì nó có một cái kết nối nào đấy với những cái trải nghiệm quá khứ của mình. Thì trong cái khóa Love Circle này, mình sẽ thực hành để mình chuyển hóa nó, mình chữa lành những cái khúc mắc, những cái tổn thương đấy. Đấy, về cơ bản thì là như vậy thôi. Mình sẽ chia sẻ một cái trailer, một cái bộ phim này. Thì những cái chủ đề sẽ có ở trong chuỗi này, nó cũng sẽ gắn liền với cả cái khóa học Love Circle. Như video này đang là sub tiếng Anh. Thì warning là sẽ có spoiler trong bộ phim này, à, trong cái chuỗi này. I've noticed you're pretending to masturbate and I was wondering if you wanted to talk about it. Đây, cậu này là Otis, là nhân vật chính trong phim. Và đây là cái giai đoạn dậy thì, và cậu ấy đang giả vờ là tự sướng để cho mẹ nghĩ là cảm thấy mình bình thường. Và mẹ cậu ấy thì là sex therapist, là một nhà trị liệu chuyên về tình dục. Nên là sau đấy cậu ấy cũng biết rất là nhiều, hiểu biết. Earliest memory of your scrotum. Trust me. You don't. No, I love you so bad. Eric là một cậu bạn đồng tính. Our chance to finally move up the social food chain. Và Eric cũng là một cái nhân vật mà mình sẽ tìm hiểu rất là nhiều nét cá tính, rồi là nhiều cái tình huống thú vị ở trong phim phản ánh những cái cách cậu ý communicate, trao đổi, chia sẻ về những cái nhu cầu hay là mong muốn của mình. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. Đây là Amy mà mình có nói là bạn ý about to shag, không có, luôn luôn sẽ hỏi mà không có biết là bản thân mình muốn gì. The students at the school need your help and we need their money. I'll deal with the business and things. Và trong phim này thì May là một cô bạn gái cũng nhân vật chính. May cùng với Otis thì có run một cái phòng sex clinic, là chuyên tư vấn tình cảm, tình dục cho các bạn học sinh trong trường để lấy tiền. May là một cô gái cực kỳ cá tính. Yeah, sex therapy, like your mom. Sex therapist, this could be awesome. Popular. I might have a mild to moderate crush on me. Cậu Otis thì cũng crush May, tức là rất là thích May. Cậu này cũng là một cái nhân vật mình rất là thích, con trai của hiệu trưởng, mà mình thấy rất nhiều người có những cái điểm tương đồng với bạn ý, tức là rất là áp lực với cái việc là con của hiệu trưởng, rồi áp lực phải thế này thế kia. Bạn này thì nổi tiếng là có một cái dương vật rất là to, nhưng mà bạn ý rất là tự ti vì khi mà làm tình với bạn gái thì bạn ấy không có ra được. Thì nó cũng connect với cái background của bạn ý, là
có một người bố như thế, có một gia đình như thế, và cộng với việc là bạn ý là bisexual nữa. A normal kid with a normal dad, with a normal dick. Bạn ấy cũng phải vượt qua rất là nhiều những cái đấu tranh nội tâm để có thể thể hiện đúng cái những cái gì mình mong muốn. Ok, chắc là mình tạm dừng ở đây để xem có câu hỏi nào của các bạn. Mình sau cái phần vừa rồi mình bật ra câu hỏi nào hay là có cái chia sẻ nào. Nếu mà có câu hỏi hay là chia sẻ nào, các bạn cứ gõ vào trong ô chat nha. Một bạn nói là VTV cũng có chương trình thầm thì gì đó. Bây giờ là khoảng 20 phút, 20 đến 25 phút để cho các bạn đặt câu hỏi và chị Thùy sẽ trả lời. Nếu mà ngại không có ở ô chat là gửi cho tất cả thì bạn có thể gửi cho mình hoặc là chị Thùy riêng cũng được. Tên là Không Thì Thầm. VTV6 có khá là nhiều chương trình mới update. UP có thêm ra gì hay từ chương trình đấy có thể chia sẻ nha. Nói chuyện cũng vẫn còn thì thầm lắm. Nói thật ra thì một để làm một cái show public trên truyền hình như vậy thì nó sẽ phải có cái sự cẩn trọng nhất định. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái giới hạn. Và ví dụ phần lớn mọi người sẽ chỉ muốn nghe đến đây thôi, chỉ muốn nghe đến như vậy thôi. Nếu những ai muốn đi sâu hơn thì thường cái số muốn đi sâu hơn nó sẽ ít hơn. Và sẽ chỉ có những ai thực sự muốn chia sẻ sâu ở cái mức độ đấy thì họ mới cảm thấy thỏa mãn hay là cảm thấy hài lòng để mà đi sâu hơn. Thế còn nếu như với đại đa số phần lớn những người khác không muốn đi sâu hơn thì nếu như bắt họ nghe thì sẽ trở thành phản cảm. Nếu bị xâm hại thì offer sao? Nghĩa là sao? Em đang muốn hỏi như thế nào? Muốn offer cái gì? Offer tức là mình có kết nối, mình có quan hệ với bạn ý, hay là mình muốn giúp đỡ như là một người bạn như thế nào? Ở trong phim Sex Education cũng có một tình huống liên quan đến việc xâm hại. Khá là hay. Mà chờ cho bạn chiếu sơ kêu, bạn rõ hơn cái câu hỏi của mình thì em đặt một cái câu hỏi của bạn gửi về qua form chị ạ. Ok. Nhưng không biết là bạn có mặt ở đây không? Mình là chắc đọc thay bạn đi, biết là bạn có mình lên không. Làm sao để đồng điệu và thăng hoa hơn trong cảm xúc khi hai chúng mình khác nhau? Mình thuộc dạng dễ chán, thích những thứ mới lạ, kích thích, còn người kia lại thích an toàn, bền vững, không quá thích sự thay đổi bất ngờ. Bạn thích an toàn, một bạn thích phiêu lưu đúng không? Thật ra thì trong mỗi người ai cũng sẽ có cái phần thích phiêu lưu, thích khám phá, và ai cũng có cái phần thích an toàn. Cho nên là phải xem là bạn phải đặt câu hỏi xem làm thế nào để có thể kích hoạt, có thể chạm đến cái phần thích khám phá và thích đấy, khám phá cởi mở của bạn kia, xem là mình đã có thể làm được cái điều đó không. Bởi vì chúng ta là những cái thực thể luôn luôn thay đổi, chúng ta sẽ không có cố định. Nhưng mà bạn có thể đi từ cái việc là mình tìm hiểu xem là vì sao, điều gì khiến cho bạn ý thích an toàn và điều gì khiến cho mình thích sự khám phá.
đôi lúc chúng ta tự đánh giá mình rằng là mình lúc nào cũng thích mới mẻ rồi thích khám phá, cho nên là yêu một người này một thời gian là mình chán và mình sẽ phải tìm người khác, hay là mình sẽ phải mới mẻ thế nào đấy. Nhưng mà thật ra mới hay không là mình hoàn toàn có thể tự tạo ra mà. Cũng chính những người mà thích khám phá, thích mới mẻ rồi thích thử nghiệm đấy, mình vừa mới nghe chiều nay thôi, đến một lúc nào đấy tự nhiên người ta thích cái sự ổn định, thích cái sự an toàn. Không có cái gì là mãi mãi cả, không có cái gì là vĩnh viễn cả, không có cái gì là bản chất và không thể thay đổi. Cho nên là đấy, nó hành trình, nó sẽ là một cái hành trình của cả hai người khám phá và tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà nó luôn luôn đi từ cái việc là mình có hiểu bản thân mình không, mình có thật sự là mình chỉ thích khám phá cái mới không, và cái mới ở đây với mình là gì, là một người mới hay là một không gian mới, một tư thế mới, một cách mới, một ngôn ngữ mới. Thì có rất nhiều cách để mình khám phá cái mới. Điều gì khiến cho mình đang cảm thấy là ở người bạn mình không chấp nhận cái mới? Mình đã thực sự hiểu mình chưa? Không biết là bạn nào đặt câu hỏi đấy ở đây thì mình cảm thấy có được giải đáp chưa? Và mình có thêm hỏi thêm gì không? Ok, một câu hỏi về bạn đã từng bị xâm hại. Các bạn bị xâm hại thì mình nghĩ là con gái ở Việt Nam, không biết ở nước ngoài thế nào, nhưng mà con gái ở Việt Nam cái tỷ lệ bị xâm hại rất là nhiều. Chỉ là ở level nào, ở mức độ nào. Bởi vì có rất nhiều dạng loại xâm hại. Từ lời nói, bằng hình ảnh hay là bằng hành động. Thì bất kể lớn hay nhỏ, nếu như càng cái vết thương, cái tổn thương, cái cú sốc nó càng lớn thì sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để chữa lành. Thậm chí là các bạn sẽ cần phải nên đi gặp therapist, nên đi gặp nhà trị liệu để giải quyết những cái sang chấn của mình, những cái tổn thương của mình. Chứ còn bản thân chúng ta nếu như là những người không chuyên, không có kinh nghiệm thì khó lòng có thể hỗ trợ những cái bạn mà bị sang chấn, bị tổn thương, bị xâm hại đấy. Vì thường khi bị xâm hại thì bản năng của chúng ta là sẽ có một cái phản ứng, dựng nên một cái hàng rào để bảo vệ bản thân, tránh khỏi những cái động chạm, tránh khỏi những cái tổn thương nữa. Có thể những cái sự kiện tổn thương đấy đã xảy ra rất là lâu, nhưng mà nếu như mà không có cái sự nhìn nhận để mà chữa lành nó thì có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn có cái hàng rào đấy. Và để gỡ được cái hàng rào đấy thì cũng nó tùy thuộc rất là nhiều yếu tố của bản thân bạn ý nữa. Bản thân bạn ý đã nỗ lực và làm việc đến đâu. Mà chúng ta là một người ngoài, chúng ta là một người mới chỉ quen người ta một thời gian thôi, chúng ta kỳ vọng chúng ta có thể giúp được bạn ý bao nhiêu. Thì chị không biết là cái mối quan hệ của em với bạn ý sâu sắc hay là thân thiết đến mức nào. Nhưng mà trước khi đưa đến cái trải nghiệm tình dục thì chị vẫn nghĩ là hãy xem cái mối quan hệ tương tác giữa hai bạn nó phải dần dần, nó phải được build up, nó phải được thân thiết, gần gũi dần dần. Chị nhớ hồi năm ngoái chị có làm một cái kiểu sơ đồ năm bước trong mối quan hệ, bây giờ chị cũng quên rồi, để lát nữa chị tìm lại xem cái hình ảnh hồi đấy. Nhưng mà đại loại là nó sẽ có từng bước để mình gọi là làm quen, rồi dần dần mới thân, rồi dần dần mới chạm vào nhau được. Nếu như cái gì sớm quá cũng sẽ phản tác dụng. Mặc dù mình có thích người ta đến mấy đi nữa, nhưng mà cái gì nó đến sớm quá trước khi mình sẵn sàng cho nó thì nó cũng sẽ phản tác dụng. Thế thì hãy xây dựng cái tình cảm đã, hãy xây dựng cái sự tin tưởng giữa em và bạn ý đã. Xem em bạn ý có tin tưởng em, thật sự tin tưởng em đến như thế nào. Và rồi
với những cái tổn thương đấy, phải tìm hiểu, phải trò chuyện rồi là với bạn xem là bạn đã đi qua cái tổn thương đấy như thế nào, bạn đã thực sự vượt qua nó chưa, còn cái gì vướng mắc không, bạn đã có cái sự trợ giúp nào chưa, và nó đang còn phản ánh, đang còn thể hiện ở hiện tại như thế nào. Thì kinh nghiệm, trải nghiệm của chị là mình càng nói chuyện, càng chia sẻ với nhau được nhiều điều thì càng có sự tin tưởng. Cho nên là cứ thử gợi mở và trò chuyện và lắng nghe thêm. Không gì bằng là có thời gian cùng với nhau để cùng tương tác và cùng thấu hiểu nhau. Nó bắt buộc là nó đòi hỏi thời gian thôi. Rồi dần dần chính bạn ý sẽ cho em biết, chính bạn ý sẽ cho em biết cái dấu hiệu là khi nào bạn ý sẵn sàng và bạn ý cần sự trợ giúp ở đâu. Miễn là về phía em hãy làm tốt cái phần của em đã. Em đã đủ vững vàng chưa? Em đã đủ hiểu bản thân mình chưa? Em đã đủ yêu bản thân mình để mà đi yêu bạn ý chưa? Đúng không? Thì khi mà mình cảm, con gái khi mà cảm nhận được cái người bạn trai, người tiếp xúc với mình ấy, họ có đủ sự vững chãi, sự tin cậy, sự gọi là có thể dựa vào ấy, thì tự nhiên con gái sẽ mở lòng thôi. Đấy là kinh nghiệm của chị. Dễ bị đổ bởi những bạn nam mà kiểu rất vững chãi và cảm ơn câu trả lời chị Thủy. Không biết là bạn chiếu sơ kia đã mãn nguyện với câu trả lời này chưa, hay còn muốn hỏi thêm thì cứ gõ ra ô chat nha. Chắc mình sẽ chuyển sang một câu hỏi khác trước khi mà, vì hôm nay cũng không có nhiều thời gian. Mình có hai câu hỏi nữa này. Bạn Lan, mình sẽ đọc bộ câu hỏi để các bạn xem lại cái video này thì cũng biết rõ là có bạn đang hỏi trong ô chat câu hỏi gì. Nếu như em đã quan hệ trước khi tìm được sâu hơn về nhau và mình ý thức là cái hormone có ảnh hưởng lên mình, thì làm sao để mình nhận thức xem tình cảm của mình cho họ là chân thành và tỉnh táo ạ? Ok, cảm ơn em. Câu hỏi này chị cũng đã gặp rất là nhiều bạn trong tình huống đấy, bởi vì mình chưa có không có được dạy. Trước đây bố mẹ mình đâu có dạy đâu, thầy cô giáo cũng đâu có dạy mình đâu, đâu có ai dạy mình là phải như thế nào đâu. Mọi người chỉ có cấm, không được lén phén, không được lăng nhăng, chưa cưới là như thế, là sau này người ta nói thế này thế kia, chỉ có dạ là người ta nói thôi. Và tuổi trẻ chị biết rồi, càng dạ là người ta nói thế này thì càng thách thức cả xã hội. Chúng mình yêu nhau và chúng mình vượt qua mọi phản đối, mọi rào cản của xã hội, thì chị có thể hiểu được phần nào đấy cái việc đấy. Nó là đôi khi với các bạn trẻ, thậm chí ngay bây giờ thôi, chưa chắc các bạn ấy đã học rồi, không biết là ở đây trẻ nhất là bao nhiêu tuổi, nhưng chị nghĩ là các bạn cấp 3 sẽ không, chưa có quan tâm đến những cái việc đấy mà đang còn giai đoạn rất là tò mò khám phá. Thì thật ra như cái giới thứ ba mà ban đầu chị chia sẻ là không có quan hệ tình dục trước hôn nhân, hay là khi mà chưa có một cái cam kết lâu dài ấy, thì ở làng Mai cũng từng có một cô cư sĩ có câu hỏi là con đã chót có quan hệ tình dục rồi, nhưng bây giờ con mới biết thì con cảm thấy rất là hối hận thế này thế kia, thì làm sao con có thể làm lại được nữa. Thì các thầy cô có trả lời là không bao giờ muộn, không bao giờ muộn để có thể chăm sóc cho bản thân mình, tử tế hơn với bản thân mình. Và cái sự tử tế với bản thân, kết nối với bản thân, hiểu bản thân, nó luôn luôn là cái điểm xuất phát. Cho nên cho dù em muốn biết thêm là tình cảm của mình hay của họ là chân thành hay không, là tỉnh táo hay không, hay là gọi là vô minh, hay là bị choáng ngợp, hay là bị coi như là bị mờ mắt, bị choáng ngợp bởi cái tình yêu đấy, thì em phải đưa mình về một cái trạng thái cân bằng đã, bình tĩnh đã. Mình phải, đôi khi phải lùi về một bước, thử quan sát lại bản thân xem là nhịp tim của mình đang thế nào, hơi thở của mình đang thế nào, mình cảm xúc suy nghĩ của mình đang như thế nào,
mình bị cuốn đi theo cái tình cảm cảm xúc đấy, hay là mình đã thấy mình đã ngồi yên được rồi, mình không bị lung lay, mình không bị cuốn đi nữa. Thì ở cái điểm mà em cảm thấy bình an, cân bằng, em mới có thể thực sự kết nối, thực sự lắng nghe mình để hiểu xem là ở đây đúng là cái người mà mình muốn gắn bó, mình muốn kết nối tiếp, hay là ôi mình chỉ đang bị lash, mình chỉ đang bị cuốn đi thôi, mình đang bị choáng ngợp bởi cái sự tận tụy hay là bởi cái những cái sự bạn ý thể hiện ra thôi. Thì chị nghĩ là cái bước đầu tiên là hãy cứ cho phép mình thở, quan sát. Và đôi khi trong mối quan hệ là phải tách nhau ra. Mặc dù chị với người yêu chị rất là yêu nhau, nhưng mà đôi khi cũng bảo là thôi phải tách nhau ra một lúc để quan sát xem là mình có đang bị cuốn đi không, mình có đang bị đâm lao thì phải theo lao không, xem là lựa chọn mình có muốn thay đổi lựa chọn của mình không. Thì thậm chí cả những đôi yêu nhau rất là lâu hay các cặp vợ chồng đôi khi cũng cần những cái khoảng lặng để tách nhau ra như vậy, để nhìn nhận lại bản thân mình, chăm sóc bản thân mình đã, xem là bản thân mình có thực sự đang hạnh phúc không, hay là mình chỉ đang tiếc một cái mối quan hệ thôi, mình chỉ đang cố giữ nó vì không muốn mất. Thì hãy cho bản thân mình một cái khoảng thời gian tĩnh lặng, cân bằng đã, thấy bình an đã, rồi mới lựa chọn, mới quyết định, mới xem câu trả lời. Ok chưa? Không biết là Lan đã thấy câu trả lời của chị Thủy vừa rồi đã có ý nào đấy để bạn có thể take away hôm nay chưa? Rồi, chúng ta lại quay về cái Lan cảm ơn rồi đây. Quay về cái yếu tố là xem bản thân mình, chăm sóc bản thân mình, cái yếu tố bên trong mà nãy chị Thủy có đề cập. Ok, mình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Bạn A có đặt câu hỏi: em chưa quan hệ tình dục, người yêu em có lời nhờ quan hệ tình dục, nhưng em có nhiều nỗi sợ vì gia đình em không chấp nhận được con gái quan hệ tình dục trước hôn nhân. Em thì cũng lo sợ sau khi mình quan hệ xong, em có nhiều ràng buộc với bạn trai hơn nếu chúng em không hòa hợp về tình dục, hoặc khi chúng em yêu xa, chẳng may có những xung đột thì chúng em chia tay. Em đang chịu sự cản trở bởi những tâm trí đó nên em luôn không sẵn sàng quan hệ ạ. Em cũng lo lắng nếu yêu nhau 3 đến 4 năm nếu không quan hệ thì bạn em sẽ rời bỏ em. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi rất là khó. Mình nghĩ là mình cũng gặp tình huống này, và cũng nhiều bạn gặp tình huống này. Vì có vẻ đâu đấy thường mình thấy nhìn chung là nhu cầu của bạn trai sẽ nhiều hơn nhu cầu của bạn gái. Trong nhiều trường hợp mà mình nói chuyện thì là vậy. Có những trường hợp thì nhu cầu của bạn gái nhiều hơn thì cái gì? Có việc gì? Không. Tự nhiên ra đây ngồi làm gì không biết. Thì làm em quên rồi. Ok, chịu sự rồi. Đấy, đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ là cái cản trở tâm lý khiến cho bạn gái sẽ khó có thể chấp nhận quan hệ tình dục. Và cho dù có những bạn là đã chấp nhận quan hệ tình dục vì muốn nó làm hài lòng bạn trai này, hoặc là vì không muốn, vì sợ chia tay này, thì nó cũng không mang lại một cái trải nghiệm dễ chịu, mà nó khá là căng thẳng, nó khó thả lỏng và nó khó để mình tận hưởng cái việc sex. Trong khi sex lẽ ra nó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất là thăng hoa, rất là sung sướng, hạnh phúc và rất là gắn bó. Nhưng mà nếu như vì lý do gì đấy mà bạn làm trước khi mà mình chưa có thực sự sẵn sàng thì nó thực sự là rất tệ. Cho nên là đôi khi ấy, đấy mình bảo mối quan hệ tình dục và tình yêu nó có liên quan đến nhau mà, đôi khi nó không khó thể tách rời được. Mình cũng có chị bạn mà chị rất là ấy, rất là nghiêm túc, rất là
kiên định trong cái vấn đề đấy. Và chị cũng đã từng từ chối và chia tay một số người bạn trai vì là bạn nam thì không chịu được và bạn nữ thì nhất định là giữ giới thứ ba. Thì có những cái tình huống đã như vậy. Mình không biết, cũng có những tình huống là ví dụ bạn nữ cảm thấy giải quyết được khi mà bạn nhìn nhận lại, hay là đấy, trò chuyện rồi là tìm hiểu thêm thì giải quyết được tâm lý của mình. Ví dụ như là đấy, nhận ra rằng ví dụ người bạn trai này có những cái điều kiện nào đấy nó cũng khiến cho mình cảm thấy an tâm chẳng hạn, hoặc là mình cảm thấy thực sự muốn. Tức là quan trọng là nếu như mà có làm thì bạn cũng hãy đảm bảo rằng đấy là cái điều mình thực sự muốn và mình sẽ không hối hận, sau này mình sẽ không hối hận hay là không beat yourself up, không đánh giá bản thân, đánh đập bản thân vì đã làm như vậy. Thì bạn có thể làm. Mình cũng không muốn là đưa ra một cái lời khuyên nào cả, bởi vì là làm hay không rồi sau đấy như thế nào thì thực sự là bản thân bạn, chứ còn mình cũng không chịu thay cho bạn. Mình chỉ muốn nói là hãy lắng nghe cái nhu cầu thực sự của mình, hãy lắng nghe những cái giá trị thực sự của mình, điều gì là quan trọng nhất với mình. Ví dụ như cái mối quan hệ, cái người đấy quá quan trọng với bạn, quá tuyệt vời và mình không muốn bỏ lỡ người đấy chẳng hạn. Hay mình tin chắc rằng là anh ấy sẽ không turn you down, hay là nói chung là mình thực sự muốn, mình sẽ phải have sex với anh này chẳng hạn. Thì hãy làm. Còn nếu như mà vẫn đang còn những cái lợn cợn, những cái lo lắng, thì đâu đấy nếu như trong một mối quan hệ, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ. Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với bạn trai, với đối tác của mình những cái lo lắng của bạn. Và mối quan hệ nó cũng giống như là tình yêu, nó cũng giống như bất kỳ mối quan hệ nào khác. Các bạn nói chuyện và các bạn đi được với nhau hay không, các bạn có thống nhất được với nhau về những cái điều kiện đấy hay không. Nếu như mà không thống nhất được thì giống như là một cái điên, nó không thành công. Mình chấp nhận điều đấy. Nhưng mà lý tưởng là nếu như mình chia sẻ được và hai người đi đến một cái thống nhất chung thì là sẽ ok nhất. Và cái việc chia sẻ này đấy lại quay trở lại là bạn phải hiểu được rõ những cái quyết định, những cái lựa chọn của mình đến từ đâu, nó bị chi phối bởi những yếu tố nào, và những cái mong muốn của bạn trai nó đến từ đâu, nó bị chi phối bởi những yếu tố nào. Thì cái đấy sẽ phải cần thêm một vài cuộc trò chuyện sâu hơn nữa để tìm ra xem là mình đã hiểu đúng vấn đề của mình chưa, và làm thế nào để mình chia sẻ được với bạn partner của mình. Thì trong khóa lớp Circle, các bạn tham gia sẽ có những cái phần về giao tiếp, về chia sẻ, làm thế nào để nói với nhau những cái cuộc trò chuyện như vậy mà nó vừa phải, nó không có mang tính quá thâu tóm hay là quá kiểm soát hay là thiếu tế nhị. Ok, bạn đã cảm thấy được nhìn thấy cái hướng đi nào cho mình sẽ làm sau đây chưa? Hơi ngắn, thời lượng này hơi ngắn để có thể trả lời một cái câu hỏi khá là to như vậy. Bạn A đã thỏa mãn hoặc là có một cái gì đấy trong mình chưa, trong cái câu trả lời vừa rồi, thì có thể gõ ra ô chat để mình biết nha. Hình như là cũng không còn câu hỏi nào nữa đúng không? Bạn Phi cũng có chia sẻ ở trong ô chat này. Em sẽ viết những điều em nghĩ, điều em lo lắng để hiểu bản thân mình hơn. Ok, good. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ đã là 9:27 rồi. Nếu còn câu hỏi nào đấy mà bạn chăn trở ấy, thì bạn cũng có thể để lại ở đây và tụi mình có thể tập hợp lại. Để có khi là chị Thủy sẽ làm một cái album Q&A chẳng hạn. Thế là mình gợi ý cho chị Thủy cái việc
Đó. Hoặc là một cái phần chia sẻ gì đấy mà rất nhiều bạn cũng hay gửi câu hỏi về thì tụi mình sẽ tập hợp lại là có những phần chia sẻ trên blog của Sống Tiền chẳng hạn, hoặc là trong cái series và trong cái chuỗi Mindfulness sắp tới ấy, thì tụi mình cũng sẽ giải đáp dần á. Đó. Và trước khi mà các bạn rời phòng thì chắc là mình xin các bạn khoảng 2 phút nữa thôi. Mình xin chia sẻ lại cái phần mà một trong những cái phần quà mà tụi mình cũng có muốn dành tặng cho các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn sẵn lòng nhận thì cái khóa lớp Circle á, cái khóa mà chị Thủy có nhắc tới vừa nãy á, khóa học 8 tuần học về việc là yêu mình yêu người, hay còn gọi là nếu mà các bạn vẫn còn độc thân thì có thể cũng vẫn tham gia được, dành cho nói chung là ở bất kỳ cái trạng thái nào, độc thân hay là đang trong mối quan hệ hay là đã có chồng có vợ có partner rồi thì đều có thể tham gia được cái khóa học này trong 8 tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 12. Thì khóa học này thì chị Thủy sẽ là người đứng lớp, người chia sẻ cũng là điều phối chính. Thì tí nữa mình sẽ gửi lại cái đường link của cái khóa học này, các bạn có thể tham khảo xem là liệu là thời điểm hiện tại thì có là phù hợp với các bạn hay không. Như chị Thủy có chia sẻ, cái khóa này mình sẽ không chỉ là tiệm cận mỗi cái vấn đề về sex mà nó tổng thể hơn là trong mối quan hệ đôi lứa thì mình cũng sẽ học những cái phương thức để mình chia sẻ những cái nhu cầu, biểu đạt những cái nhu cầu tốt hơn và làm sao để hiểu mình, hiểu chính mình, hiểu những cái nhu cầu của chính mình. Thì tụi mình có sử dụng những cái công cụ nghệ thuật biểu đạt, mà đây là múa chuyển động, một cái phương pháp mà chị Thủy cũng đã sử dụng rất nhiều trong những cái workshop, những cái chương trình mà chị đã làm trong những năm vừa rồi, cũng như là sử dụng những cái thực hành chú tâm tỉnh thức để mà làm sao thấu hiểu được chính cái nhu cầu của cơ thể, hay là thấu hiểu cái cảm xúc của mình đó, hay là những cái khao khát bên trong mà mình không có gọi tên được, thì thông qua cái việc quay vào bên trong để mình bắt đầu biết mình trước rồi mình mới có thể chia sẻ và truyền đạt được cho người bạn, đối tác của mình đó. Bên cạnh đó thì chắc chắn sẽ có những cái phương pháp khác nữa như viết hay làm thơ để mình có thể sử dụng trong cái gọi là vòng tròn thấu cảm ở trong cái không gian an toàn mà chúng mình sẽ tạo ra, mà đó chỉ có 8 người thôi. Cái khóa học này thì bọn mình chỉ dành cho 8 người để đảm bảo cái chất lượng và có thể có sự đồng hành sâu sắc nhất của chị Thủy. Đây, các bạn có thể lên cái trang này để xem, cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về những cái nội dung mà sẽ đi qua trong cái 8 buổi học này á. Và hạn đăng ký cho cái khóa này là 10 tháng 12. Đồng thời thì mình cũng sẽ có hiện tại thì Sống Thiền có đang trao tặng 3 cái suất học bổng cho các bạn mà mình có cái mong muốn thực sự cần cái khóa học này nhưng mà đang có cái điều kiện tài chính khó khăn. Đấy. Thì các bạn có thể đăng ký cái suất học bổng, chỉ có 3 cái suất thôi, thì các bạn có thể điền đơn đăng ký học bổng ở đây. 3 suất, một suất 30%, một suất 50% và một suất cả 80%. Thì các bạn cứ đăng ký với chúng mình và chúng mình sẽ xem xét để lựa chọn những cái bạn mà thực sự là đang rất là khó khăn, thì sẽ trao theo từng mức, có 3 bạn may mắn nhất như vậy. Và cái thời hạn mà đăng ký học bổng thì là đến 10 tháng 12. Lưu ý là khóa học này hiện tại là mới chỉ dành cho con gái nhé, dành cho các chị em phụ nữ, cho nên là các bạn nam có thể mua tặng partner, tặng người yêu, tặng crush. Yeah, cảm ơn chị Thủy đã nhắc cái gì đấy. Em cũng đang định nói là nếu các bạn nam đang ở đây thì cũng có thể tặng cái món quà này nhân dịp vào Giáng sinh cho các bạn nữ của mình. lợi cả đôi đúng không ạ? Mình chưa học thì tặng cho bạn nữ để bạn nữ học cũng sẽ về dạy mình luôn. Không biết là có bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì không thì có thể hỏi luôn mình. Đấy, bây giờ 9:31 rồi. Và cái chuỗi buổi chia sẻ về Mindfulness đấy thì sẽ là chuỗi miễn phí, nhưng mà nó là một cái chuỗi đồng hành của bộ tụi mình trong cái khóa học này. Các bạn mà tham gia khóa học này thì auto là sẽ cần phải tham gia những cái chuỗi chia sẻ này để có thể
nắm bắt được hết những cái khía cạnh của một mối quan hệ. Còn các bạn mà không tham gia khóa học thì vẫn có thể đăng ký để tham gia những cái chuỗi, những cái buổi chia sẻ hàng tuần về chủ đề mindfulness sách Only. Đó, chỉ là chủ đề đấy thôi. Nhưng cũng có một số những cái liên quan đến mối quan hệ. Nhưng mà ở cái mức độ mà mình tham gia talk show thì nó chỉ là ở những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm và giải đáp bề mặt thôi. Còn nếu mà bạn muốn thực sự là có những công cụ và thực hành để thấu hiểu bản thân mình hơn thì khóa học sẽ là một nơi phù hợp hơn để mình có thể đồng hành, chị Thủy có thể đồng hành và chia sẻ những cái chi tiết hơn, giúp các bạn nhiều hơn. Đó. Okay, cảm ơn Phương, cảm ơn các bạn đã ở lại đến giờ này. Và dừng ở đây để cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Xong chúc mọi người chủ nhật thảnh thơi, happy. Chúc mọi người sớm có một sớm có một đời sống tình dục điểm 10. Cảm ơn mọi người đã tham gia, mình có thể bật mic để chào nhau hoặc là tiếp một vài lời gửi gắm đến chị Thủy. Cảm ơn chị Thủy đã có mặt ngày hôm nay để chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm. Có thể là nếu chị những cái bạn mà mong muốn tìm hiểu hơn về chủ đề này thì cứ theo dõi fanpage Sống Thiền nhé. Có bài viết sắp tới về chủ đề này hoặc là cái sự kiện thì sẽ dễ nắm bắt thông tin để đăng ký tham gia. Cảm ơn Thương, cảm ơn mọi người. Bye bye. Tạm biệt hai chị và mọi người. Em.